Theo anh là cương vị ban chỉ đạo vậy, anh chuẩn bị và đưa ra những kế hoạch như thế nào để tập luyện cho tất cả các vận động viên của chúng ta? Thì năm nay mình chuẩn bị khác hơn mỗi năm. Tại năm nay có nội quy của nhà chùa ra cho bên cầu thủ. Mới ra năm nay là trận đấu hiện quân muôn sát dân họ năm. Năm nay lại cho tú cho tức cũng mà thư. Tính ra năm nay cũng chuẩn bị mà khâu tập luyện cũng rất là sớm. Tính ra là qua đường ta là 1-2 ngày là tập rồi. Hello các bạn, hôm nay mình tiếp tục qua chùa Băng Cốc để quay lại với trận tập luyện. Đây là video thứ hai mà mình quay đã cho các bạn xem. Quá trình tập luyện của chùa Băng Cốc quận Giống Cổ tại khuôn viên chùa. Hành trình tập luyện của các vận động viên nghe ngon của chùa Băng Cốc thì trải qua rất nhiều ngày, đặc biệt tới ngày hôm nay có thể gọi là hơn 2 tuần. Và hình thức tập luyện của họ vẫn cố gắng theo tinh thần thi đấu gan ngon và vẫn là những kỹ năng và các động tác chuyên nghiệp của họ. Quá tuyệt vời các bạn. Đây, mời các bạn xem tận cảnh từng các động viên chúng ta vẫn háo hức và thể hiện một tinh thần nhiệt huyết và tinh thần ấy không bao giờ khuất phục trước những đội gia ngon trong mùa giải 2023 này. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đó. Mặc dù hình thức tập luyện của họ quá cực và quá mệt nhưng mà tinh thần của họ vẫn luôn luôn phấn khởi. Như thế này có thể khẳng định chắc chắn đây là vận động viên mà có sức mạnh tuyệt vời trong đội Gia Ngo Băng Cốc chúng ta. Hình ảnh trước mặt các bạn, đây là vận động viên quá trẻ và quá đẹp trai. Và sau khi quá trình khởi động xong thì hôm nay họ sẽ thay đổi về phương thức và kỹ thuật tập, đó là xuống tập trực tiếp ở trên giàn. Xin thưa với các bạn, đây là quá trình tập luyện đầu tiên ở trên giàn của đội Gia Ngo Băng Cốc. Có lẽ đây là quá trình luyện tập đầu tiên ở trên giàn cho nên hôm nay thì chúng ta thấy khán giả và fan hâm mộ rất nhiều và các cổ động viên đến đây để chiêm ngưỡng quá trình luyện tập ở trên giàn và như thế nào, thể hiện sức mạnh ra sao. Và đặc biệt chiều nay đó là có huấn luyện viên chuyên nghiệp đó là Danh Tùng qua chỉ đạo về quá trình tập luyện của các vận động viên chúng ta ở trên giàn. Vậy chúng ta sẽ chờ xem họ sẽ thể hiện sức mạnh như thế nào ở trên giàn vì những kết quả mà họ đã luyện tập ở trên cạn và thể hiện những kỹ năng của họ ra sao và tư thế của họ sẵn sàng. Chuẩn bị đó. Nó khỏi chặt lúa. Thấy hình ảnh như thế này quá tuyệt vời. Một hình ảnh rất đẹp, một hình ảnh thể hiện tinh thần đoàn kết của đội Gia Ngo Băng Cốc chúng ta. Nếu mà quá trình nhận xét của tôi thấy nhịp dầm của họ bơi rất đều vì đây là thành quả của họ mà tập luyện rất nhiều ngày ở trên cảng và tất cả vận động viên của chúng ta đều có kỹ năng và kỹ xảo để xuống bơi ở trên giàn. Quá đẹp các bạn. Còn theo các fan hâm mộ của chúng ta thì như thế nào? Xin các bạn hãy bình luận phía dưới. Một buổi chiều tại chùa Băng Cốc chúng ta kết hợp với sự luyện tập như thế này thì không còn gì bằng. Là một hình ảnh thể hiện một đậm chất bản sắc dân tộc của chúng ta. Và đó chỉ là môn thể thao vua, Gia Ngo mà thôi, mới thể hiện được tinh thần như vậy, mới thể hiện sự đoàn kết của đồng bào dân tộc chúng ta như vậy. Ngoài tất cả vận động viên chúng ta thì cổ động viên cũng vậy, luôn luôn có tinh thần yêu phân môn thể thao Gia Ngo này. Nhìn hình ảnh như thế này, hình ảnh quá đẹp, xin phép bia một chút.
về tỉnh Sóc Trăng của mình. Vào khoảng tháng 11 thì tại thành phố Sóc Trăng của chúng ta luôn luôn tổ chức lễ hội đua ghe ngò, đó là nhân dịp lễ hội Ót Âm Bốc, cho nên toàn thể quý khách gần xa hay là các fan hâm mộ thích thể thao vua của đồng bào dân tộc là ghe ngò thì xin hãy đến vào ngày 26-27 tháng 11 năm 2023 tại dòng sông Mát Pro của thành phố Sóc Trăng chúng ta, sẽ tổ chức một lễ hội đua ghe ngò truyền thống, một lễ hội đẹp của đồng bào dân tộc chúng tôi, và đặc biệt toàn thể tất cả vận động viên của chúng tôi, kể cả dân tộc Kinh, dân tộc Hoa, luôn luôn tham gia để thi đấu trong mùa lễ Ót Âm Bốc, có nghĩa là lễ hội đua ghe ngò. Dạ, xin trân trọng. Vâng, xin quay lại chủ đề chính, đó là quá trình luyện tập của các vận động viên tại ngôi chùa Bangkok hôm nay. Và ở video trước mình cũng đã nói về trận đấu quá khứ là trong mùa giải 2017, ghe ngò của Bangkok chúng ta gặp với ghe ngò Phuong Tuk Cha, nhưng mà kết quả chúng ta chỉ thua một cách sát sao. Bây giờ xin mời các bạn xem lại trận đấu quá khứ trong mùa giải ấy, đó là Phuong Tuk Cha với ghe ngò Bangkok của chúng ta. Và đây là trận đấu quá khứ năm 2017. Đó là đội Phuong Tuk Cha, là một đội quá mạnh thuộc quyền thịnh trị, với đội Bangkok của chúng ta. Hai trận đấu này là nằm trong top 8 vào năm đó, nhưng mà kết quả rất nhiều fan hâm mộ của chúng ta đã biết. Một kết quả rất hấp dẫn và sát sao, đó là nguyên về đội trang phục áo màu vàng là Phuong Tuk Cha. Quay lại trong buổi tập, giờ này là tối rồi, nhưng mà đội ghe ngò của chúng ta, các động viên của chúng ta vẫn còn cố gắng để luyện tập. Bây giờ xin mời các bạn lắng nghe lời chia sẻ rất nhiệt tình của ban chỉ đạo đội ghe ngò Bangkok của chúng ta. Dạ thưa anh, theo anh là cương vị ban chỉ đạo, vậy anh chuẩn bị và đưa ra những kế hoạch như thế nào để tập luyện cho tất cả các vận động viên của chúng ta? Thì năm nay mình chuẩn bị khác hơn mỗi năm. Tại năm nay có nội quy của nhà chùa ra cho bên cầu thủ chuẩn bị trước. Năm nay là mình tập luyện là trước mỗi năm mình tập luyện có được một tháng, năm nay là mình tập luyện tới một tháng rưỡi, đó là mỗi khác, nó khác mỗi năm. Dạ thưa anh, là cảm nhận của anh là đối với tất cả các vận động viên của chúng ta, anh có nhận xét như thế nào? Năm nay là vận động viên của chùa Bangkok năm nay cũng mình đoàn kết là trên hết rồi. Bây giờ năm nay cũng vận động viên cũng 120 cũng vận động viên cũng đoàn kết, là năm nay nhờ nhà chùa cũng ra quy định là như nội dung sao tập luyện từ 5 giờ đến 7 giờ tối thì đó hàng ngày. Dạ, trong mùa giải 2023 này là cách thức và phương pháp tập luyện, và đặc biệt nữa là mục tiêu của ngôi chùa của mình là trong mùa giải 2023 này là như thế nào? Thì năm nay cũng ra chùa Bangkok mình cũng có sửa một phần như dáng nhảy. Hồi năm rồi dáng nhảy nó hơi đứng, năm nay nhà chùa cũng sửa dáng nhảy lại, mình mở ra thêm một cấp ba nữa, rồi thêm sân sửa mới, rồi năm nay cũng vận động và nhiệt tình giúp nhà chùa. Hiện nay thì nhà chùa tổng động viên cũng rất là tốt. Phương hướng chung trong mùa giải 2023 của nhà chùa của mình là ra sao ạ? Thì năm nay thấy ghe cũng của mình coi thấy là được rồi, tập thể của mình là gắng phấn đấu cho ghe Bangkok vô được sau cái nghị, mình không có nói mà mình vô được sau là được rồi. Dạ, em xin thay mặt cho fan hâm mộ ghe ngò của chùa Bangkok xin chúc đội ghe Bangkok mùa giải năm nay đạt thành tích cao, xin cảm ơn. Dạ. Tiếp theo xin mời các bạn cùng lắng nghe lời chia sẻ của vận động viên sau khi tập xong. Bạn bong vọt dần bàn vực hạt chỉ dù hơi hết nâng hơi. Ta bong mơ mơ nâu cao xin nghe đại dân vực hạt lực cốt nâng vực hạt trong hợp nâng tức tập này nà đại hợp chán bạc. Thưa như xàm đi vọt một phát mình hạt lực cốt nâng là thay đổi mới
và lại ta lại quạt một con nó quạt một con được làm lý hạt nó lừa cô hạt lừa cô hay mà rồi năm mới là năm lý là trên đảo hiện luôn muốn xa tiên họ năm năm lý lại cho tú cho tức cũng mà thư và bón bón tôi chụp này cái ra con muối hết nữa bón men smart đây dạng ná nấu chúng ta vứt hạt rót ngay rồi xíu bạc nhưng khơi như vậy ra đây là hạt hạt đi là gõ nữa do nơi lại men củ tùng ngò chuồng hạt củ tùng hạt hay nom nom để nghe từ đầu quạt quạt tiếng tiếng lên động lực lên rồi hạng nhất do hạng thứ nhất làm đi hạt nâng hơi ca để dựng vượt hạt nâng cơ và men lên tập hoa dần nó cho qua ai cái chân bón hạt cây nhóm nhâm khơi là làm đi để còn ôn hạt hiện muôn tuôn trên họ sẽ làm chở nữa nhâm cũng là sợ bại nữa nhâm ba cơ sông chân co đào bón hay nâng bọn đa cầm cơ sở bỏ bón sai tay nên nâng sắc phép chia sẻ tiếp tục ngồi dân bàn lực hoa không có nâu không bị thi ấm phía con phải bay nữa bạn. Và tiếp theo xin mời các bạn cùng lắng nghe lời chia sẻ của cổ động viên của chúng ta về vấn đề mến mộ của các động viên Ghe Ngò năm nay. Anh có cảm nhận như thế nào đối với lực lượng các động viên của chúng ta luyện tập mỗi buổi chiều ạ? Tính ra năm nay cũng chuẩn bị mà khâu tập luyện cũng rất là sớm. Tính ra là qua chúng ta là 1-2 ngày là tập rồi. Là tập trên cạn có một sự động lực của những động viên cổ vũ như là tập luyện trên cạn nó rất là kỹ càng, có một số có động tác mới so với năm trước. Năm nay tập như là bữa nay nè mới tập chuông vàng nước, tôi thấy các vận động viên là tập rất là hưng hái các động tác. So với năm trước á, thì nó chúng ta nó đông thiệt, và năm nay chúng ta số lượng hơi so với năm trước thì nó ít hơn chút tỉnh, và nó tập chúng ta nó chất lượng hơn rồi năm rồi. Bản thân tôi là cổ động viên chùa Bông Cốc, tôi hy vọng là năm nay có thể vô sâu hơn so với năm trước. Vậy theo dự kiến của anh, lực lượng của đội Ghe Ngò chùa Bông Cốc của chúng ta tham gia mùa giải năm nay có thể đạt được tốt mấy ạ? Tôi bản thân tôi đánh giá là năm nay á, thấy của vận động viên năm nay á, đánh giá nó tập nó chất lượng hơn so với năm trước. Tôi bản thân tôi hy vọng có thể nó có thể đạt thành tích cao hơn so với hồi năm trước. Dạ, em xin chúc anh có nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc. Dạ, xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều.